Xin chào quý vị, các anh chị và các bạn. Hôm nay mình đi xuống Quảng Ngãi. Ở đây là chỗ đường 985 đường Võ Nguyên Giáp ở thành phố Quảng Ngãi. Số điện thoại là 0984 957 434. Ở đây nếu mà ở đây nó thuộc về trong thành phố. Ngày xưa là tỉnh An Tài, giờ nó lên thành phố rồi. Ở đây gần đường rạch xe lửa các bạn. Đường gần đường rạch xe lửa. Cái đây chú, nếu mà mình xuống một xíu nữa là gặp chỗ là bệnh viện huyện Sơn Tịnh, phía tay trái. Chỗ này có quán cửa hòn cây kiển Thu Hương, cửa hòn hoa cây kiển Thu Hương các bạn, cung cấp xỉ lẻ các loại cây kiển nội ngoại thất, cây phong thủy, cây để bò, bonsai mini, chậu kiển các loại. Đó, khi mà mình qua phía trước đây có nhiều cái bông màu rất là sạch sỡ. Rồi giờ khách ta vô ta mua đó bạn. Đây là cái số điện thoại này, nếu các bạn thích thì bật cái điện nha. Cái đây là cây bông con này bạn ơi, cái đây nãy mình nói thì cả 50-60 một chậu. Bông con đỏ cũng vậy. Cái đây bên này bông hồng. Đây, cái đây là bên loại xương rồng. Cái đây xương rồng tôi ghép các bạn, thấy không? Ở đây tôi ghép rất đẹp. Cũng loại xương rồng mà tôi ghép nhiều loại vô. Phía dưới này nữa xương rồng thấy cục mình thấy lạ. Rất đẹp xương rồng mà nó như một cái hoa vậy các bạn. Cái đây mình thấy thường hay để trong nhà này các bạn ơi. Rồi mình quay phía bên này. Cây rất là tươi. Tươi xanh. Đây là lô. Rất đẹp. Nếu mà như nhà mình đi xuống ở đây cả 20 cây đó, 20 cây số thì mới tới thành phố Quảng Ngãi, tới cái chỗ mà bón bông này, gần 20 cây. Hôm trước mình quay cái chỗ là Phúc Phú đó, chỗ bón lon. Từ chỗ lon Tịnh Sơn đi xuống đây cả là 10 cây số thôi. Đây là cái bông tròn đỏ. Mà bông tròn đỏ đây. Đây các bạn. Cả 50-60 một lọ vậy. Bông tròn đỏ này. Cái đây thì mình cũng hỏi bà chủ bón ở đây á, thì được biết thì cây này là được giá thì bón, tại vì khi người ta mua thì ta hay trả giá các bạn, được giá thì chỉ bón thôi.
con kia bao nhiêu? Con à? Con mòn á, con mòn sáu mươi đây. Sáu mươi. Con còn, nếu anh mua anh tổng số lượng lớn rồi. Cái này treo lên treo lên nhìn rất đẹp. Cái gì lá này rất đẹp à. Lá nó rất cứng rồi à, rất cứng nè mà nó nhiều màu à. Dưới này nè, nếu như các anh chị ở khu vực Quảng Ngãi thì thành phố Quảng Ngãi hoặc khu vực là tỉnh Quảng Ngãi mình thì các anh chị hãy tới chùa bóng bông này để mua ủng hộ, và có rất là nhiều loại cây. Này, mấy cái cây này để dưới này chưa đem lên. Còn phía sau nữa, phía sau cũng rất nhiều. Đó, thấy không? Phía sau bên kia nữa còn, thấy không? Đó. Cây thì nó nhiều loại, cho nên là nhiều khi mình nhờ mình nó chặt quá thì mình cũng ở quê thì mình chỉ biết những cái cây đơn giản thôi. Những cái cây mà nó cây nó rất là nhiều. Mấy cây đây thì mình trồng theo cái kiểu bonsai thì nó đẹp, rễ nó nhiều. Lá nó nhỏ nhỏ như là ổ sẻ, đẹp. Cây gì mà nó ra búp nè, búp đẹp không? Lá nó màu đỏ mà búp bông như là có một nhị tráng, rất đẹp. Cây đây hình như là ngũ gia bì nè, cây đây làm thuốc vậy được nè, rất đẹp. Đây trồng bonsai rất đẹp. Cái gì đây mà cái thân rất bự đó. Thân rất bự cái này còn ơi, cây thân rất bự nghe đó. Mà lên đây nhánh nó tỉa ra để em qua bên kia nó rộng hơn. Ở đây có nhiều loại cái chậu nữa, các anh chị muốn mua loại chậu nào thì mua đó. Sở thích của mình nó có nhiều mẫu mã khác nhau đó. Có đồ để mình treo đây nữa cái này cái đây là một cái gì dây leo dây leo leo lên đây đây một cái ống lên đều rất đẹp. Đây các bạn, anh quay lại cái cây nãy này, đó, nó như một cái củ vậy, ở dưới này nó như một cái củ, mà trên này là lá nó xum xê ra rất là nhiều, rất đẹp, đó. Cây đây cũng đẹp nè,
à, bông nó ra màu đỏ, lá màu xanh, bông màu đỏ, à, nó có một cái nhụy dài dài à, chính giữa à, đẹp không? Đây, chị chủ đây các bạn. Có cây gì mà như cái củ mà lên cái lá hai này đó, đó. À, củ cho bì anh à. Kim ngăn á, à, kim ngăn à, đó, cái cây hồi nãy mà như cái củ các bạn là kim ngăn các bạn. Cái cây đó cũng làm thuốc các bạn. Kim ngăn là phong thủy á. Phong thủy không à, cây đây cũng phong thủy nè. Cây qua tròn là ta nói là cây à, cái bông tròn mà ta nói, ở Hà Nội ta nói cây khót à. Mà qua mô đơn à, qua mô đơn à, cũng phong thủy á, màu đỏ rồi nè, cũng tượng trưng cho phú quý rồi đó. Dạ, cây co đi mọn người ta cũng nói với bớt, bớt là mẹ của bà chị chủ kìa à. À, bớt cái đây là tròn con tròn à, à tròn đỏ sao mà trồng được nhiều thì hai ê, trồng rất là nhiều các bạn ơi. À, tròn đỏ rất đẹp nè, hôm nay đây là nó chuẩn bị à, ra bông hết à. À, này chỗ cây xương rồng này rất đẹp à, rất đẹp à, xương rồng đẹp đúng không. À, các bạn nếu như mà các anh chị thích mua cây kiển mà để về nhà mình trang trí nhà cho nó đẹp, mới nhà mới xây được chẳng hạn ở về vườn của mình, thì các bạn hãy tới chỗ mà cửa hoa cây kiển Thu Hương à, thành phố Quảng Ngãi. Rồi từ nãy mình quay mình cũng chia sẻ cho các anh chị các bạn đó, chỗ là shop cây Thu Hương. Còn mình cũng xin cảm ơn các anh chị các bạn đã ủng hộ và theo dõi video. Chúc anh chị và các bạn khỏe và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt các bạn.